Ông Trần Công Tuấn, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Phú Nhuận, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh xác nhận, trưa ngày 24 tháng 3, một nam sinh lớp 12 của trường đang đứng chờ người thân đến đón ở cổng trường thì một người đàn ông khoảng 50 tuổi chạy xe máy đến nói là bạn của ba em này, cho biết ba em bị tai nạn giao thông và kêu em lên xe để ông này chở đến bệnh viện. Vì ba của nam sinh này đã mất nên em chạy ngay vào phòng giám thị báo cáo sự việc. Khi giám thị và bảo vệ của trường chạy ra cổng thì người đàn ông kia đã đi mất. Hiện Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đã gửi tin nhắn lên tất cả hiệu trưởng trường Trung học phổ thông và trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo để thông tin đến phụ huynh cảnh báo về màn lừa đảo này.